đồ độc ác, thâm hiểm. Mày ra đây làm cái gì? Em không có muốn chuyện này liên lụy tới anh. Em chỉ muốn dạy cho con Bình một bài học thôi. Anh đừng giận em nữa. Em xin lỗi anh. Dì Bảy đã nói cho em nghe rồi, bà chủ sẽ không tha cho anh đâu. Em có nấu cháo cho anh, để anh chết không phải là con ma đói. Tao không ăn. Tao có làm con ma đói cũng không thèm ăn đồ ăn của mày nữa. Giờ khi nhớ cái mặt của mày, nếu mà tao có chết đó, tao sẽ lên đồ mạng của mày đó hiểm mà. Anh đừng có nói vậy mà. Em thật sự không có muốn hại chết anh. Em chỉ muốn con mình nó bị đòn thôi. Ai ngờ lại ra nông nổi này. Anh Lũ ơi, anh ăn miếng cháo đi. Em đút cho anh ăn nghe. Tao không ăn. Nhưng mà tao hỏi mày nè, tại sao lòng dạ của mày độc ác dữ vậy hiểm? Lúc nào cũng muốn tính chuyện hại người hết là sao? Bây giờ nè, mày đạt được ước nguyện của mày rồi đó, mày vừa lòng hả dạ mày chưa hiểm? Em không có muốn vậy mà. Em thương anh thì làm sao em có thể hại anh được chứ. Mày im đi. Mày đừng có giả bộ khóc khóc. Mày ra vẻ tội nghiệp để tao thương mày hả? Tao nói cho mày nghe, tao sẽ không bao giờ tha thứ và thương một đứa con gái có tâm địa độc ác xấu xa như mày đâu. Mày đi đi. Đi đi. Đi cho khuất mắt tao. Đồ độc ác, nham hiểm. Mày còn làm cái gì nữa? Hiểm, mày làm cái gì vậy? Tất cả là tại mày hết. Đồ hư thân mất nết. Mày ở với ai? Tại sao mày không khai ra? Mày để anh Lũ chịu quen với mày hả? Mày còn khóc nữa. Mày im đi, mày khóc, khóc nữa. Mày thối dữa, mày khùng hả? Mày khôn hồn thì mày khai ra. Mày ăn ở với thằng nào? Mày khóc được không? Mày làm cái gì vậy? Mày nói chưa? Hay là tao ra nhà sau tao lấy đũa bếp tao cạy miệng mày, mày mới nói. Hiểm, mày thôi đi chứ Hiểm. Mày biết khùng hả? Bình ơi, tao lại mày. Anh Lũ có mẹ già, người chăm sóc. Anh không có thể chết với mày được. Mày có biết không? Mày có biết là tao yêu anh Lũ nhiều lắm không? Đứa nào làm cho mày có bầu hả? Mày nói đi. Đứa nào làm cho mày có bầu vậy hả? Đứa nào? Hiểm, nói đi. Hiểm, thôi đi. Anh về à, không không, vô đi. Tôi đi tới tìm em tôi mà. Bỏ ra đi. Anh, okay. Đi chơi với em đi. Mình không vui lắm. Tôi tới tìm em của tôi. Tôi xin lỗi nha. Khải Duy, Khải Duy ơi, Khải Duy. Khải Duy à, Khải Duy. Cái gì vậy? Anh nè, có chuyện cấp bách lắm. Em. Anh đi đâu đây? Anh có biết là sự không? Nữa nếu anh sọc vô phòng người ta là sao? À, anh biết, nhưng có chuyện cấp bách lắm rồi. Em về mau đi. Về hả? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? À, mấy giờ cũng phải về hết. Con mình nó sắp chết rồi đó.
Anh nói cái gì? Con Bình sắp chết hả? Ừ. Xe bị sao vậy? Chắc là hư rồi. Trời ơi, sao lại hư lúc này chứ? Làm sao em biết được? Mới hồi chiều em còn chở mấy em nó đi chơi mà. Bây giờ lại hư ngay lúc này. Đợi anh tí đi. Anh đi đâu? Anh đi, đi tìm thợ sửa xe. Anh bị khùng rồi hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Đợi đi tìm được thợ sửa xe chứ trời sáng hết rồi. Thời gian đâu em cứu kịp của mình. Không kịp cũng phải thử chứ. Chờ phải hơn một tiếng nữa, chuyến xe đò sớm nhất nó mới chạy. À, hay là vậy, em lên xe đi. Nè, hai đứa phụ đẩy xe đi. Dạ. Dạ. Mạnh lên. Hải Duy, cố lên, có hai mạng người đang chờ em về cứu đó. Tụi bay nghe đây, hôm nay á, bà xử chết con Bình với thằng Lũ về cái tội mèo mã gà đồng, dám làm ô uế cái nhà này. Chuyện này tuy là gia pháp nhưng mà cấm lan truyền ra ngoài. Đứa nào mà dám hó hé, bà sẽ cắt lưỡi, rút xương, quăng cho chó ăn. Tụi bay nghe chưa? Tao hỏi có nghe rõ không? Nó hỏi có nghe rõ không? Dạ. Dạ. Dạ nghe bà. Bà ơi, con biết tội của con, cho nên con chết ngàn lần con cũng không gian sinh. Nhưng con xin bà tha cho anh Lũ, anh không có tội gì hết bà ơi. Bà ơi, con xin bà, anh Lũ không có làm chuyện này đâu. Con xin bà tha cho anh Lũ lần này, bà ơi. Hiểm, không tới phần của mày. Nhưng mày không thể một mình có thai được. Không phải thằng Lũ thì thằng nào? Muốn tao tha thì phải khai ra lập tức. Là đứa nào? Đứa nào mà dám cả gan làm chuyện động trời như vậy? Khai đi. Cái con điên này, mày khai ra đi. Ai là mày có bao vậy hả? Mày khai ra đi. Khai ra. Bà ơi, con không nói được thiệt mà. Thank you.
không nói được thì đừng nói nữa. Bay đâu? Dạ. Dạ. Quăng thằng lũ xuống rước. Bà ơi, 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 bà ơi. Khai mau, là đứa nào? Dạ, 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 dạ. Lai! Dạ, là... Ai? Khai mau! Dạ, dạ, dạ. Là cậu ba. Mày nói ai? Dạ, dạ con nói là cậu ba. Là cậu ba làm con có thai. Mày nói láo. Mày tưởng cậu ba không có nhà rồi mày muốn nói cái gì cũng được hả? Hả? Mày đâu giả nhiêu cái miệng. Nó đặt điều nó láo cho bà. Dạ không, mau lên đều mà. Má à, để con. Cho mày nói mày nè, chết đi. Điều mà bà sợ nhất. Cho mày chưa, chưa không có lòng hết. Chết đi. Bởi bận rồi. Cho mày chết. Chết đi, chết đi. Bà ơi, con nói thật, con mới nói vậy. Thực sự là cậu ba đã làm cho con có thai. Con mới đặt điều dối trá mà bà. Mày còn dám nói nữa hả? Hay sáng đánh chừng nào nó chịu khai thì thôi. Đánh đi. Dạ, chết đi. Bà ơi, con lại bà. Thì dù bà có giết chết con đi nữa, con cũng chỉ khai một mình cậu ba mà thôi. Khi con Bình nó nói đúng đó. Bữa ở Cà Mau có một đêm nó đi với chú ba tới sáng luôn đó má. Con còn dám nói gì hả? Bà chủ ơi, không. Lại bà chủ, bà chủ ơi. Bình ơi. Bình. Bình ơi. Bình. Con Bình đâu? Con Bình. Con Bình đâu?
Bình đâu? Hả? Con Bình, tôi hỏi con Bình đâu? Tôi hỏi con Bình đâu? Hả? Tôi hỏi con Bình đâu? Đợi gì chi? Ra ngoài. Dạ. Dạ. Sao rồi thầy? À, dạ thưa cậu, cũng may là cứu kịp thời, chứ nếu chậm thêm chừng vài phút nữa, cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm tới tính mạng. Nói vậy nghĩa là cả mẹ và con không sao? Dạ không sao đâu cậu, cậu đừng quá lo. Nhưng mà nếu như lời thầy nói không sao thì tại sao con Bình nó vẫn chưa tỉnh? Dạ tại cô ấy bị kinh động nên mê sâu. À, tôi đã cho thuốc rồi. À, chờ sát thuốc xong cô uống sẽ khỏi ngay thôi. Dạ thầy cứ bốc những gì thuốc tốt nhất. Tiền bạc thầy không phải lo đâu. Dạ cảm ơn cậu. Tôi xin phép cậu. Dạ. Dạ chào bà, tôi xin phép. Khải Duy, vì một con ở như vậy đó mà suýt nữa con nguy hiểm đến tánh mạng, con thấy có đáng không? Hả? Lúc đó con không kịp nghĩ gì hết. Nhưng mà tại sao con phải lo cho nó? Tại vì con Bình nó mang trong người dòng máu của con. Con nói gì? Thì Bình không nói láo đâu. Chính con đã làm cho nó có thai. Nhưng mà cho dù con có ở với nó đi nữa, chưa chắc gì đứa con trong bụng của nó lại là con của con. Hiểu chưa? Con Bình nó đang nguy hiểm tính mạng, con không muốn tranh cãi với má. Cho dù mày có mang dòng máu của Khải Duy đi nữa, mày cũng không được sống đâu. Tao về rồi, mày sẽ không sao đâu. Má biểu nói, tại sao hai đứa con cấm hết vậy? Nói, nhưng mà nói cái gì mới được hả má? Nói về chuyện của thằng Duy với con Bình, tại sao tụi con biết mà không kể cho má nghe? Con đã cảnh báo với má rồi, tại má không tin thôi, chứ đâu phải là tại con không nói. Nhưng còn chưa gắt Cà Mau. Khải Đăng, con biết chuyện này phải không? Dạ thưa má, đúng là con có biết chuyện Khải Duy với Thị Bình có tình cảm với nhau, nhưng con không ngờ hai người họ lại đi quá xa như vậy. Có tình cảm với nhau, Khải Đăng, con phải cẩn thận lời nói của mình, không khéo người ta lầm tưởng là thằng Khải Duy em của con có tình cảm với cái con nhỏ khú rách áo ôm đó. Hiểu chưa? Đúng rồi đó.
chỉ là giây phút vui chơi thôi, chứ chú ba làm sao mà có tình cảm với con hầu hôi hám bẩn thỉu đó được chứ. Con nói ra có thể má không tin, nhưng con biết Khải Duy có tình cảm với Thị Bình. Chính mắt con nhìn thấy Khải Duy tặng giải may áo cho Thị Bình. Trời ơi, má không muốn con nhắc lại những cái lời như vậy nữa mà. Anh đừng có tranh luận với má mấy cái chuyện quan đường đó làm cái gì. Chuyện cần tính bây giờ là phải làm sao để giải quyết đứa con ở trong bụng của con mình kìa. Chú ba đã một lần giết người rồi, bây giờ lại làm con hầu có chữa nữa. Tin này mà lan truyền ra ngoài, chú ấy hả, ở giá suốt đời luôn á. Còn tính cái gì nữa, bắt nó phá thai liền đi. Con khờ, mày đừng có làm sao nha. Chịu tỉnh rồi hả? Cậu ba, con chưa chết sao cậu ba? Con nhớ là mọi người quăng con xuống giếng rồi mà. Mày cứ nằm nghỉ đi. Con ngồi dậy được. Nếu không có tao á là mày đã chết ngộp rồi đó. Vì vậy cho nên cái mạng của mày là do tao lượm lên, biết chưa? Dạ. Nói vậy cậu ba cứu con hả? Con cảm ơn cậu ba. Không cần phải cảm ơn. Mày phải nói thật cho tao biết, đứa con trong bụng của mày là con của ai? Từ nhỏ tới giờ chỉ có một mình cậu ba làm vậy với con thôi à. Không phải con cậu ba thì con ai chứ? Nếu là con của tao thì tại sao bị tra khảo cỡ nào mày cũng không chịu nói hả? Dạ, tại vì con sợ. Mày sợ cái gì? Cái gì làm mày sợ hơn bị đòn, hơn bị quăng xuống giếng hả? Dạ, tại con sợ làm cậu ba mất mặt. Mất mặt? Tại vì á, cậu ba thì cao sang quyền quý, còn con á thì chỉ là con hầu nghèo hèn quê mùa. Con sợ con nói ra làm cậu ba mất thể diện. Nếu hồi sáng này không phải vì cứu anh Lũ khỏi bị chết oan thì con thà chết con cũng không có nói ra đâu. Mày đúng là ngu đó. Lẽ ra mới biết mình có bầu mày phải báo cho tao biết chứ. Con vừa mới biết mình có bầu á là bị bà với lại mợ hai phát hiện rồi. Làm sao con có thời gian con báo cho cậu ba? Với lại con cũng có nói là con không có dám làm cho cậu ba mất mặt rồi mà. Rồi bây giờ tính sao? Dạ, giờ tính sao là sao cậu? Thì bây giờ trong bụng của mày có đứa con của tao rồi, tính sao? Con cũng biết tính sao luôn. Nhưng mà con nghe dì Bảy nói á, ở trong nhà này á, bà chủ ghét nhất là người ở có bầu. Nếu không bị giết chết thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà đó cậu ba. Nếu như mày bị đuổi ra khỏi nhà thì mày định làm gì? Con cũng không biết làm gì nữa. Phần con á thì sao cũng được hết.
Con chỉ sợ con của con nó không có gì ăn, nó chết đói, tội nó. Con của mày, nhưng nó cũng là con của tao vậy. Mày biết thương nó, không lẽ tao không biết thương nó sao? Nhưng mà ai biểu mày không chịu làm con hầu của tao nữa, thì bây giờ tao đâu có lý do gì để mà giữ mày ở lại. Cậu ba, nếu cậu ba giữ con lại, con chịu làm người hầu cho cậu ba. Thiệt không? Dạ thiệt. Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Tao không thích mày làm con hầu cho tao nữa. Mà tao muốn mày làm chuyện khác. Cậu ba muốn con làm gì con cũng chịu hết. Cái này là tự mày nói, chứ không có ai ép à. Dạ. Cậu ba muốn con làm gì cậu ba cứ nói đi, con làm hết á. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tao muốn mày làm vợ tao. Hả? Không được. Đi qua. Đúng, không được. Không thể nào được má à. Thưa má, đứa bé đó là con của Khải Di, cũng là cháu của má. Sao không thể được má? Tại sao? Tại sao hả? Tại vì má không muốn cho một đứa cháu xuất thân từ cái hàng cùng linh mạt giận, hiểu chưa? Đúng vậy, con ủng hộ quyết định không nhận cháu của má. Con nghĩ con người hèn kém hay là cao sang bởi do tư cách hay nhận thức mà ra, chứ không phải do xuất thân. Má đành lòng hủy bỏ đi giọt máu của Khải Duy hay sao má? Cô im đi. Chưa giết chết đó là mày. Cái gì mà không đành lòng với đành lòng hả? Hai Sáng. Dạ. Ngày mai mời thầy Bảy tới đây, nói thầy ở lại hút thuốc, kê đơn, bắt mạch cho nó. Khi nào mà trục được cái thai ra khỏi bụng nó thì thôi, hiểu chưa? Má yên tâm đi, con nhất định không để đứa con Quang nó tồn tại trong cái nhà này đâu. Nó không phải là con Quang, mà nó là con của tôi. Và tôi không cho phép bất cứ ai động vô nó, dù chỉ là một sợi lông cộng tóc. Con còn dám lên tiếng hả? Má chưa hỏi tụi con đó. Má hỏi tội con chuyện gì? Chuyện gì hả? Trên thế gian này bao nhiêu gái đẹp, sao không chọn mà đi lựa nó? Má dặn con bao nhiêu lần rồi, bên ngoài á bao nhiêu gái đẹp, quan bánh ra tiền, má đâu có cản. Chơi gái cũng phải lựa gái mà chơi. Tại sao lại dính vô cái đám cùng đinh bẩn thỉu đó, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình hả? Chú ba ơi, tin này mà lan truyền ra ngoài, không có ai dám gả con cho chú đâu. Không gả thì thôi, tôi không cần. Tôi thà ở giá nè, chứ không thèm cưới một cô vợ danh giá mà miệng lưỡi chua ngoa, điêu ngoa như chị đâu. Chú. Má. Má coi đó, chú ba nói con như vậy có được không? Thôi thôi, không có bàn cãi gì nữa hết á. Má vừa có quyết định cho số phận con mình. Con cũng tới đây để nói với má về chuyện này. Vậy thì con nói đi. Con sẽ cưới Bình làm vợ. Cái gì? Con nói với má là con sẽ cưới Bình làm vợ. Con sao lại như vậy được? Con biết chuyện này má và chị dâu không đồng ý, nhưng đây là quyết định của con. Và cho dù là bất kỳ ai cũng không thể nào thay đổi được quyết định này đâu. Nè chú ba. Gì? Chú ba. Mới cái thằng con bất hiểu. Má ơi. Má đừng có giận quá mà. Má à, không có lợi cho sức khỏe đâu má. Dạ, má uống miếng nước đi má. Cười cái gì? Bộ quen thân lắm hay gì mà cười? Con nó dặn má không biết bao nhiêu là lần rồi, không có được tự ý đi tắm rửa. Tay chân đã yếu rồi nè,
Đôi mắt lại tèm nhèm nữa, tự ý gọi đầu với tắm, rồi lỡ mà bị té gãy tay gãy chân, sưng cái đầu, có phải khổ không? Khổ không? Khổ không? Sợ. Sợ mà sao cứ làm gì hoài vậy? Không có, má đi chậm chậm. Vừa đi má mò mẫm, má đi làm sao té được con. Khổ quá. Vậy nè, nghe con dặn, mai mốt á là con múc sẵn một thau nước để trong nhà. Xong rồi mỗi ngày á, má chỉ cần lấy cái khăn nhúng vô thau nước đó, tắm rửa sơ sơ thôi. Rồi vài ngày á, con về một lần tắm sạch sẽ cho má, gọi đầu sạch sẽ cho má. Mà sao kỳ vậy ta? Ý là trước ngày con về một ngày là cái ngày đó má đi tắm là sao? Má không thích con tắm cho má hả? Không phải là má không thích. Ai đời để con trai tắm rửa cho hoài. Con không ngại, nhưng mà má ngại. Trời ơi, con là con của má mà, ngại cái gì mà ngại? Ngại chứ. Muốn thì cưới vợ đi. Hôm trước má con nghe nói là con có quen người. Chừng nào á thì đưa người ta về ra mắt tôi đây. Nè con, má hỏi sao con không nói vậy? Chừng nào đưa người ta về ra mắt má? Hay là bị người ta bỏ rồi? Người ta bỏ con rồi má. Tội nghiệp con trai của má. Tại mình nghèo thôi. Con xin lỗi má. Chắc là con không thể cưới dâu về để chăm sóc cho má. Con đừng buồn nữa nghe. Thôi, không cưới cô này thì mình cưới cô khác. Có gì mà không được con? Má, ngoài mình ra con không thương được ai hết. Con tưởng vậy thôi, chơi dần già rồi cũng nguôi ngoai thôi con. Thế nào rồi cũng có người con gái đúng duyên đúng nợ cho con chọn. Nhưng mà chắc là còn lâu lắm má. Má, mình vô thôi. Từ từ thôi má. Từ từ thôi. Để con ẵm má nha. Ui, thôi con. Má thấy sướng không? Má không có được tự ý đi tắm nữa nghe chưa? Vậy rồi. Từ từ. Từ từ nha. Từ từ. Rồi, xuống. Xuống nè. Sát cho tường luôn. Được rồi, kéo tủ xích vô xíu. Cái tủ này để ra một xíu. Dạ. Nè, cái bàn này á, để dưới cửa sổ, ghế hai bên. Dạ. Cái kệ dưới tấm da gấu. Dạ cậu. Ra ngoài. Dạ cậu. Hãy
Dạ. Dạ làm gì cậu vậy? Ba. Dạ con quét nhà. Ai biểu? Dạ hổm rày á, con cứ thấy phòng dơ là con quét à, đâu có ai biểu đâu. Nhưng mà anh đã nói với em rồi, là từ hôm nay em là vợ của anh rồi mà. Làm vợ thì để tối làm, chứ không lẽ ban ngày cậu cũng bắt con làm vợ hả? Trời ơi cơi, tưởng làm vợ là chỉ có vậy thôi đó hả? Dạ vậy chứ làm vợ phải làm sao nữa hả cậu? Đẹp quá. Em thích không? Của em hết đó. Đẹp quá. Đẹp quá cậu ba. Là vợ của anh rồi thì em không cần phải làm việc nhà nữa, cứ việc ở không, ăn ngon mặc đẹp, chờ ngày sanh con cho anh thôi. Ừ? Chỉ vậy thôi hả cậu ba? Và không được xưng con với anh nữa. Không xưng con vậy xưng bằng gì hả cậu? Xưng là em. Biết chưa? Cậu ba gọi con bằng em, rồi con gọi cậu ba bằng anh. Em cười cái gì? Con mắc cười. Cậu ba kêu con bằng em. Trời đất ơi, sao con gọi cậu ba bằng anh cho được? Trời nghe kỳ cục chết. Kỳ cục cái gì mà kỳ? Không lẽ đã là vợ chồng rồi mà cứ xưng hô là tao với mày, rồi cậu với con hả? Nhưng mà tại vì đó giờ con kêu cậu, bây giờ đổi lại con không có quen. Không quen rồi cũng phải quen. Chứ rồi bây giờ mai mốt á, con mình nó lớn lên rồi nó xưng hô làm sao? Dạ. Dạ cậu. Dạ, anh nói đúng. Em đừng có buồn. Tuy là anh không thể thuyết phục má cho em một danh phận đàng hoàng, nhưng mà ít ra má cũng đã nhượng bộ chịu cho em lên phòng làm vợ anh. Từ nay cuộc đời của em sẽ không còn phải vất vả cực khổ như trước nữa. Phận tôi tớ nghèo hèn như em làm sao mà dám trèo cao. Em chỉ cần cậu ba thương em thật tình, mai mốt cậu ba có cưới vợ, đừng có đánh đập hất hủi em là em vui rồi. Nói như vậy tức là anh có quyền lấy thêm vợ, miễn sao là anh không hất hủi em là được chứ gì. Làm sao mà em dám cấm cản. Cậu ba muốn lấy bao nhiêu vợ thì lấy, chỉ xin lúc đó cậu ba đừng có hung dữ với em là được rồi.
không hung dữ thì không hung dữ, nhưng mà em phải sanh cho anh một thằng con trai đó. Dạ, em sẽ ráng. Thôi, mình không nói chuyện này nữa. Em thay đồ đẹp đi, rồi ra ngoài với anh. Dạ. Má, má chịu thua chú Ba nói như vậy sao? Con không nghĩ là má dễ dàng chấp nhận con mình làm vợ chú Ba như vậy. Không có chấp nhận mà yên được với nó sao? Con đã chứng kiến rồi mà. Nếu má không cho con lấy của mình, con sẽ dắt nó bỏ nhà đi ngay lập tức. Chú Ba, chú dám sao? Chị đừng có làm ra vẻ đang lo lắng cho tôi. Tôi đang đi guốc trong bụng của chị. Mặc dù tôi biết chị đang rất muốn tôi chống đối với má, để má từ tôi, để cái gia tài này chị có thể hưởng một mình khỏi phải chia. Chú... Nhưng mà chị yên tâm, thằng Duy này một khi nó đã điên lên thì nó bất chấp, cho dù có phải làm ăn xin, nó cũng phải làm cho bằng được điều nó muốn. Má, nếu má muốn mất đứa con này thì má cứ việc cấm. Má à, con nghĩ chú Ba chỉ nói như vậy để hù má thôi, chứ chú Ba không có dám vì con mình mà bỏ cả cơ ngơi sự nghiệp để đi như vậy đâu. Con biết gì mà con nói. Thằng Duy là cái đứa dám nói dám làm, mà sao con cứ xúi má để thằng Duy bỏ nhà đi hoài vậy? Tâm địa của con á, không phải một mình thằng Duy nó đọc được đâu. Má, con không có ý như vậy đâu. Chẳng qua là con không có cam tâm nhìn con mình làm ở ba cái nhà này thôi. Vậy má cam tâm sao? Con có cách này. Cách gì? Má à, chú Ba muốn lấy con mình là vì nó lỡ có thai với chú ấy. Vậy con nghĩ nếu như nó lỡ là mất cái thai đó thì... Là mất cái thai?
Em thấy sao? Có thích không? Dạ, em thích lắm. Thích sao nãy giờ anh không thấy em cười, lại còn nhăn nhó nữa. Tại vì lần đầu trong đời em được mặc áo mới như vậy, mà lại còn sang trọng nữa, nên em không có quen. Thank you.
Sao? Đó, bảy thấy chưa? Vậy là quá rõ ràng, nãy giờ bảy thấy hết rồi đó. Con Hiểm nó nghe theo lời của mợ hai, muốn hại em Bình, muốn làm cho em Bình bị trượt té, rồi bây giờ bỏ thuốc hư thai vô đây, muốn giết chết em bé luôn mà. Thiệt là cái thứ gì mà ác nhân thất đức. Nhưng mà em bé nó có tội tình gì đâu chứ. Thì bởi vậy mới nói. Để con đi nói cho em Bình biết. Ê nè nè, không có được đâu. Con mà làm như vậy á là con Bình nó sẽ hoang mang lo sợ thêm nữa. Trời ơi, chứ bây giờ con biết phải làm sao? Nếu bây giờ không nói cho em Bình biết, em Bình sẽ bị nguy hiểm đó. Bây giờ gì có cách này nè. Cách gì? Con á thì là con phải canh, con theo sát con Hiểm để coi nó còn giở trò gì nữa không. Hãy nó rải xà bông thì mình rửa, mà hãy nó đặt vỏ chuối á thì mình quét, mình dọn. Mình cứ âm thầm đi theo sau lưng con Bình giúp đỡ nó vậy đi con. Mà tuyệt đối nha, con không được hé lộ cái chuyện này ra cho con Hiểm với mợ hai biết đó. Hai người đó mà biết á hả, thì sợ họ sẽ đổi cách khác, rồi tìm cách mà hại con Bình khổ hơn nữa đó con. Con hiểu rồi, con biết rồi. Để con đi lượm vỏ chuối. Không, cái vụ vỏ chuối á để gì, con lo dọn sàn nước đi. Dạ. Trời ơi. Cái gì? Còn cái siêu thuốc này nữa. Để con uống hết rồi. Bậy, bộ muốn chết hả? Chứ bây giờ làm sao? Con coi lén lén á, đem đổ hết đi, rồi đem rửa cho sạch cái bã thuốc, rồi đem vô đây mình nấu lại. Dì thật là sáng suốt. Nếu mà không có gì á, con không biết sao giúp mình luôn á. Con coi đem cái siêu đi đi con, coi chừng nóng đó. Đại canh nha. Thiệt tình, sống giữa cái bầy người ác độc thì mình cũng phải biết chút thủ đoạn. Sao lúc này má không thấy con đi chùa nữa, cũng không thấy đôn đốc thằng Văn uống thuốc bổ. Bổ hết ham con rồi hả? Bà già đáng ghét, còn muốn đóng kịch với tôi tới bao giờ nữa? Rõ ràng là biết con trai mình bị oai bị không thể có con, mà cứ làm ra cái vẻ như là không biết gì. Sao má hỏi không nói? Dạ thưa má, không phải là con không muốn có con, mà là con đã nghĩ thông suốt lời anh Giang nói rồi. Con cái là lộc trời cho, không nên cưỡng cầu. Dạ thưa bà, thưa mợ. Lùi xuống đi. Dạ. Dạ, con đã làm xong hết rồi. Mày đã làm được cái gì? Dạ, con đã làm đúng y như những lời mợ dặn. Con đã làm tất cả những gì khiến cho con Bình nó té. Con bỏ thuốc phá thai vô sơ thuốc của nó. Dạ, dạ cảm ơn mợ. Giỏi. Nhớ là ngày nào cũng phải làm như vậy nghe chưa? Dạ, dạ nghe. Nè, tránh gặp mặt nói chuyện đi, đừng có để cho đám người ở nó biết đó. Dạ. Nè, tránh bép xép cái miệng nghe chưa, coi chừng tao cắt lưỡi đó. Dạ con không có. Dạ rồi sao còn chưa đi? Dạ, dạ con xin phép. Con... Má, bây giờ má đã tin á là con dâu của má tài giỏi chưa? Tài giỏi gì? Chẳng qua là đố kỵ thôi. Mà liều hồn con đó, đừng có để cho thằng Duy nó biết chuyện này nghe chưa. Không thôi thì nhà cửa không êm với nó đâu. Dạ má. Trời đất ơi, sao mà nhiều thứ quá vậy nè. Chai nào cũng đẹp. Thơm quá à. Biết xài làm sao đây. Đẹp như vậy sao đành lòng xài chứ. Để mình coi cũng được rồi.
Cậu ba. Em đang làm gì vậy? Thì em đang làm theo lời của cậu ba nè. Nhưng mà không biết xài ra làm sao. Nhiều chai quá, chai nào cũng thơm hết á cậu ba. Đây là chai dầu thơm, dùng để xịt lên người cho thơm. Giống như vậy nè. Trời thơm quá à. Mà cậu ba xịt ít ít thôi, coi chừng hết uổng lắm á. Uổng cái gì? Em mà xài hết á thì anh sẽ mua thêm cho em. Đây. Hộp này á là kem dưỡng da, là dùng để em thoa cái chất kem này lên làn da của em để cho nó dưỡng da em cho nó đẹp. Đây là dạ. Đầu tiên nha. Dạ. Sau đó đây là hộp phấn. Dạ. Ha, là sau đó em phải thoa đều lên mặt của em là bước thứ hai. Ha. Dạ. Đó. Đây nữa. Còn đây là má hồng, dùng để đánh bên đây cho nó đẹp ha. Dạ. Còn đây là cây son ha, dùng để đánh lên môi em cho nó đẹp. Nhớ chưa? Dạ. Mình nhiều thứ quá, chắc em không nhớ hết đâu cậu ba. Mà sao cậu ba mua chi nhiều dữ thần vậy? Bởi vì em là vợ của anh, mà vợ của anh á thì phải đẹp, biết chưa? Mà cậu ba. Cậu ba thấy em vậy là có đẹp chưa? Em đẹp lắm, nhưng mà chưa bằng anh. Dĩ nhiên á, là cậu ba đẹp hơn em rồi. Em kỳ lắm nha. Đã biểu kêu bằng anh đi mà cứ cậu ba hoài à. Bộ muốn làm con hầu hoài luôn hả? Tại em kêu không có quen, với lại kêu bằng anh á, nghe nó kỳ lắm. Không quen hả? Thì mình kêu lần lần đi cho nó quen. Làm sao mà quen được? Muốn quen hả? Dễ lắm. Sao cậu em ba? Em làm như vậy nè. Trời cậu ba. Té bây giờ đi nè. Bỏ em xuống. Té bây giờ. Em té bây giờ. Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba được không? Hả? Nè, bỏ gì chưa? Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba được kìa chưa? Hả? Quay đó. Trưa trời trưa trời trời mà nó còn trứng mở như vậy đó. Thứ gì? Chết dành kìa chưa? Hả? Cậu hai, cậu hai đi thăm ruộng hả? Hạnh Dung, gần ngày sanh rồi, em còn ra ruộng sao? Em không sao đâu. Nè, em đừng có ý y như vậy. Không lo cho em á thì cũng phải lo cho đứa bé trong bụng chứ. Lỡ có bề gì, có phải là hối hận cả đời không? Cậu hai đúng là một người luôn biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Con nhỏ Dung này á, kiếp trước nó không có tu hay sao á, cho nên không lấy được người chồng tốt như cậu hai. Bởi vậy đời nó mới khổ. Mọi người đang nói cái gì vậy? Về thôi, trễ rồi đó. Khổ. Lẽ nào Hạnh Dung không hạnh phúc bên chồng như mình tưởng? Những gì cô nói lúc nãy là sự thật chứ? Dạ, với cậu hai á thì con không có dám nói dối. Mà sự thật á, con Dung nó khổ lắm. Một tháng á có 30 ngày, mà hết 28 ngày nó bị chồng nó đánh rồi. Sao? Không có lý do gì cũng đánh sao? Dạ, không phải là không có lý do, mà là một lý do rất là kỳ cục. Lần nào á chồng nó uống rượu vô là chồng nó cũng nói là nó không có yêu chồng nó, còn ghen đứa con ở trong bụng nó đang mang là con của cậu hai. Thật là quá đáng mà.
Bao ngày tháng qua Dung vì tôi mà khổ mà tôi không hay biết gì hết. Dạ, số của con Dung á, nó khổ lắm cậu hai. Mà lần nào nhắc tới chuyện đó nó cũng khóc hết trơn á. Rồi nó còn nói á, nếu mà nó không vì mấy đứa nhỏ là nó đã nhảy xong tự vẫn chết từ lâu rồi. Mà cậu hai hỏi á, thì con mới dám nói. Nhưng mà cậu hai đừng có nói chuyện này cho ai biết là con kể cho cậu hai nghe nha. Nếu không con Dung nó biết nó trách con. Tôi sẽ không nói gì đâu. Dạ, thưa cậu hai con về. Dạ. Ê, hôm qua cậu ba lấy xe chở mình lên chợ chơi, mua nhiều đồ đẹp cho nó lắm nha. Không có được gọi là con Bình mà phải gọi là mở bá biết chưa. Cậu ba đã dặn rồi mà cứ con Bình hoài. Muốn bị ăn đòn nữa hả? Ăn đòn một lần sợ tới già luôn. Nhưng mà quen miệng rồi, khó sửa quá. Ờ, à, mày nói cũng phải á. Nhưng mà công nhận nha, con Bình á, nó cũng có phước thiệt. Mở ba. À quên, mở ba. Còn cậu hai á, chưa chắc gì chiều mở hai như cậu ba đâu. Ờ, tụi bay á, cứ ở đó mà đưa con Bình lên cao đi. Cậu ba chiều nó chẳng qua là cái bụng bầu nó thôi. Cái bụng bầu nó biến mất cái, để coi nó được chiều vậy không. Trời ơi, em bé lớn như vậy á, làm sao mà biến mất được. Với lại á, thầy Bảy á, kê đơn, hút thuốc, hầm thuốc mỗi ngày, làm sao mà mất. Chị Hiểm á, đừng ác mờ mất miệng như vậy. Tao không có ác mờ mất miệng. Ủa, ăn đồ bổ thì sao? Ngày nào cũng uống thuốc bổ thì sao? Té một cái hay ăn trúng cái thứ gì đó thì trời cứu. Không có té được đâu. Lúc này anh Lũ á, lao sàn nước kỹ lắm. Với lại á, dì Bảy nhắc tụi em rồi, đi á, mà gặp vỏ chuối hay cái gì trơn trợn là lấy bỏ đi liền, làm sao mà té được. Ờ, đúng rồi đó. Mới có cắn bầu thôi á, mà cậu ba đã cưng như vậy rồi. Sau này mà sanh em bé ra thấy mặt rồi, cậu ba còn cưng nhiều hơn nữa. Ừ. Mọi người nói chuyện gì vui vẻ quá đa. Cho em tham gia với. Dạ, em chào mợ ba. Dạ, chào mợ ba. Nè, mai mốt đừng có gọi em là mợ ba nữa. Cứ gọi em là Bình, em Bình, hoặc là con Bình. Chứ gọi vậy em không có quen. Dạ mợ ba, tụi em không có dám cãi lời của cậu ba. Mà bữa nay mợ ba đẹp thiệt á. Bộ mợ ba mới mua sâu chuỗi hả? Mợ ba cho em coi được không? Chị cứ coi đi. Cái này á là do cậu ba bắt tôi đeo, chứ tôi cũng không muốn đeo đâu. Thấy nó rườm rà, dướng dướng, nặng cổ, khó chịu lắm. À, xém chút nữa tôi quên. Dì Bảy. Dì con. Hôm qua con lên thị xã, có mua một ít bánh tây. Dì và mọi người ăn lấy thảo. Ừ, vậy hả, tốt quá. Dì Bảy, bánh này ngon lắm đó. Ừ. Anh Lũ. Dạ. Nghỉ tay ăn bánh chút đi. Nè, con đem bánh chia cho mọi người cùng ăn với. Mọi người cứ lấy bánh ăn uống nước đi nha. Em đi lên nhà trên. Dạ, mở ba. Dạ, đi. Mở đi như gì vậy? Ý, có bánh ăn rồi. Đây nè, mọi người tập trung chia bánh. Ờ, bánh đi. Mỗi người đều được hai cái. Hai cái. Hai cái. Dạ, cảm ơn anh Lũ. Dì Bảy hai cái. Cảm ơn con. Còn riêng con Hiểm á là được một cái thôi. Ủa, tại sao tôi được một cái? Tại vì cái tội dám trù ẻo mợ ba bị sảy thai, đáng lẽ không có cái nào luôn á. Đúng rồi đó, không được cái nào luôn. Không thèm. Ừ, vậy nhịn luôn đi. Tôi có đau mà tôi tư.
Dạ chào cậu ba. Sao rồi, có manh mối gì chưa? Dạ cậu ba đã tin tưởng em. Thằng em này chắc chắn sẽ làm hết sức mình thôi. Mày dài dòng quá, tao hỏi có manh mối gì chưa? Dạ với sự xông xáo và mối quan hệ với ngài quận trưởng nên em đã tìm được địa chỉ rồi. Là địa chỉ của người bà con thất lạc lâu năm của mợ ba. À, nhưng mà thử cái này thêm cho mày. Cảm ơn sự hào phóng của cậu ba. Theo như sổ bộ ghi lưu á, thì bà ngoại của mợ ba có hai người con. Người chị á, không nghe lời, yêu người tài xế nên bị cha đánh đuổi đi, cấm không có cho quay về nhà. Người em á, thì lấy chồng sinh được ba đứa con, có một đứa tên là Thị Bình. Rồi sao nữa? Theo lời của những người xung quanh kể lại á, người chị hai có quay trở về quê nhưng mà lần nào cũng bị người cha đánh mắng đuổi đi, cho nên lâu dần không có thấy quay về nữa, đi biệt tích suốt hai mươi mấy năm nay. Biệt tích hơn 20 năm, biết ở đâu mà tìm bây giờ? Tìm một người đã bỏ quê đi hơn 20 năm đúng là khó hơn tìm kim dưới đáy biển. Có lúc tụi em nản quá, tưởng là bỏ cụ tới nơi luôn, thì may mắn tìm được ông chủ xe. Ông ta tuy già nhưng còn rất minh mẫn. Ông ta có cho em tên tuổi và địa chỉ của người tài xế năm xưa nè. Em đã ghi hết vô đây rồi. Nếu cần, tụi em sẽ truy tìm và đưa người đó về đây trước mặt cậu ba. Đã có địa chỉ và tên người rồi, mau mau tìm người này về đây cho tao. Dạ, thưa cậu ba em đi. Đi theo em. Em từ từ cố. Trời ơi, em đi đâu vậy? Cái gì mà lôi kéo dữ vậy? Lỡ dấp té là nguy hiểm lắm. Không có té đâu, lẹ đi. Em có cái này cho cậu ba coi. Coi cái gì mà nửa đêm bắt anh ra khỏi giường? Sáng mai coi không được sao? Không có được. Sợ đến sáng á thì không còn gì nữa rồi. Cậu ba đi nhanh nữa. Em bảo đảm cậu ba mà nhìn thấy thì sẽ mê liền. Mê cái gì? Em nói liền đi, úp mở hoài à. Không nói đâu. Cậu ba phải đoán mới được. Đoán hả? Ừ. Nè, bây giờ cậu ba để em bịt mắt lại. Cái gì? Bịt mắt nữa hả? Ừ. Thôi mà, xem nhiều trò quá. Thôi, có chuyện gì em nói lẹ đi, con về ngủ nữa, khuya rồi. Không được. Nếu cậu ba không cho em bịt mắt á, thì em sẽ không cho cậu ba thưởng thức. Thôi được rồi, bịt mắt thì bịt mắt, nhưng mà nói trước đó nha, nếu không đúng như lời em nói á thì đừng có trách đó. Em đảm bảo luôn, nếu như mà không làm cho cậu ba vui thì đêm nay á em sẽ thức nguyên một đêm để quạt cho cậu ba ngủ luôn. Nói là phải giữ lời. Rồi, bây giờ ha, cậu ba đi đi, em dẫn cậu ba đi nè. Từ từ ha, đây đây đây, bên phải á, từ từ nha, từ từ, đúng rồi. À. Quay đây, quay đây, quay đây, rồi rồi rồi, đứng lại, đứng lại, đứng im nha, đứng im. Rồi, bây giờ á, cậu ba hít mạnh vô đi. Cậu ba thấy gì không? Bịt mắt mà kêu người ta thấy. Em quên mất. Đợi em chút nha. Rồi, cậu ba hít sâu một lần nữa thử coi. Cậu ba. Cậu ba. Cậu ba, bộ cậu ba không thích hả?
em trồng bông lại cho cậu ba đó. Lâu lắm rồi, từ khi ba anh mất, anh mới có lại cảm giác này. Anh cảm ơn em. Cậu không cần cảm ơn em, chỉ cần cậu vui là em mừng lắm. Cậu coi nè, ở bên đây nè, bên đây nữa, còn bên đây nữa nè. Cậu ba coi, bông lại đã nở trắng hết rồi nè. Mỗi lần anh bị má la, ba thường dắt anh ra ngồi dỗ anh bên những bụi lại. Hương lại nhẹ nhàng, giúp cho anh bình tâm và dễ chịu lắm. Nhưng từ ngày ba mất, anh đã dần quên mất đi cảm giác này. Nhà mình có nhiều người làm và nhiều đất trống như vậy, sao cậu không trồng ra nhiều bông lài mà để nó lụi tàn hết như vậy? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ lúc đó anh còn nhỏ, mà cũng vì quá đau buồn trước cái chết của ba, anh không dám đối diện với vườn xưa, cảnh cũ. Lâu dần rồi quên mất, cho tới khi em nhắc lại cho anh nhớ. Ba em á thì rất thích uống trà lại, nên ở quê em thường hái phơi khô rồi để dành cho ba. Nhưng bắt đầu từ bữa nay, em biết mình có thêm một lý do để thích mấy bụi hoa này. Thêm một lý do? Bởi vì mùi bông lài là mùi yêu thích của người em thương mà. Bây giờ đã thú nhận là chịu thương tôi rồi hay sao? Thật ra thì em thương cậu ba lâu dữ thần lắm rồi, nhưng tại em xấu hổ không nói ra thôi. Mà em hỏi thiệt, cậu ba có thương em không? Tự biết đi, anh không nói. Không được, em thích nghe cậu ba tự miệng nói ra. Cậu ba nói đi, cậu ba có thương em không? Ngốc quá, không thương mà người ta nắm chặt tay từ nãy tới giờ à? Lại còn lặn lội đi kiếm thuốc ở... Cậu ba lặn lội đi tìm kiếm cái gì? Không nói. Cậu ba nói đi, cậu ba lặn lội đi tìm kiếm cái gì vậy? Cậu ba nói đi mà, em đang nỉ đó. Nói đi. Cậu ba có nói không? Hả? Cậu ba có nói không?
nước cam pha với hột gà nè mỡ, uống đi cho nó khỏe. Có vàng á, tao uống cũng không có vô nữa. Mà nè, tao đi mới có mấy ngày thôi mà ở nhà lên đời dữ vậy mày. Con không biết nó có lên đời hay không, mà sâu chuỗi cậu ba mua cho nó đẹp hơn sâu chuỗi cậu hai mua cho mợ nhiều. Rồi còn một gánh giải gấm, giải lụa, satin tân châu, 10 đôi guốc, rồi giờ thơm đắt tiền nữa. Mợ có biết mỗi lần cậu ba chở nó đi thì xã về là mua đồ cho nó hả, phải mấy đứa ra gánh mới hết á. Rồi bà chủ có thấy, có nói gì không? Bà chủ đâu có quan tâm. Mấy ngày nay bà hết đi đám rồi tới ngồi sòng bài tứ sắc tới khuya, rồi kêu anh Lũ lái xe chở bà về. Thì tức chết mà. Chữ quan không ai chứng, không cưới hỏi đàng hoàng mà một bước lên mây như vậy sao? Còn thằng em chồng ngang tàn kia nữa, ăn xài cái kiểu đó của núi cũng phải lỡ. Con cũng tức cậu ba thiệt á, nhưng mà con nghĩ lại còn tức cậu hai hơn. Mày tức chồng tao? Dạ, mợ nghĩ thử coi, sao mà không tức. Con mình chỉ là người ăn kẻ ở, có bầu, không cưới hỏi, mà cậu ba đối xử với nó như ngọc như ngà. Thử hỏi, người mà cậu thương á, cậu cưới đàng hoàng á, thì còn cỡ nào nữa. Còn cậu hai á, có đời nào mà con thấy cậu mua quần áo hay là vòng vàng cho mợ đâu. Bà cho cái gì thì mặc cái đó. Còn cái sâu chuỗi của mợ nè, từ hồi cưới tới giờ nó muốn mòn đứt dây luôn á, mà cậu hai còn chưa đi đánh bóng lần nào. Còn hộp xoàn gì mà lâu ngày lu mờ, giống như là hộp xoàn giả vậy. Mày biết để ý quá ha. Nhưng mà mày nói đúng, chồng của tao không có một chút ga lăng. Coi như con mình nó có phước hơn tao đi. Thì con nói rồi, nó có phước, còn mợ với con thì vô phước. Mợ thì chồng lãnh cảm ê chề, còn con thì tối ngày chúi đầu nhỏ lông gà phục vụ cho nó. Lãnh cảm cái đầu mày á. Gái chưa chồng mà ăn nói bậy bạ. Mày đó nha, đừng có thấy tao hay nói chuyện với mày rồi tưởng mình lên hương nha mày. Bà đó, dám thảy cục bình xuống giếng thì ta cũng dám cắt cái lưỡi của mày nghe chưa. Dạ, con xin lỗi mợ. Con ít học cho nên con nói chuyện ngu rồi. Giả miệng. Thôi được rồi, tao không có chấp nhất. Nhưng mà cái chuyện mày nói tối ngày nhổ lông gà phục vụ cho con mình là cái chuyện gì? Mợ coi đó, ngày nào cậu ba cũng kêu bà Bảy làm món gà ác hầm thuốc bắc cho con Bình ăn. Mà ai nhổ lông gà, con nhổ chứ ai. Mợ đi có mấy ngày mà tay con nhổ lông gà cục hết móng luôn nè. Mày xạo thì cũng xạo vừa phải thôi. Tao mới đi có mấy ngày thôi mà mày cục móng hả? Làm như ngày mày nhổ mấy chục con gà không bằng. Dạ, tại nói vậy thôi. Còn cái chuyện tao biểu mày làm, tại sao tới bây giờ vẫn chưa có kết quả vậy? Mày ham chơi, không có làm đúng không? Dạ đâu có, con đâu có dám ham chơi đâu. Nhưng mà dù làm biếng á, con cũng nhớ làm. Tại vì con ghét cái bụng bầu của con Bình hơn mà hai luôn. Vậy tại sao cho tới bây giờ cái bầu của nó còn nguyên si, rồi ngày càng lớn nữa kia kìa? Mà biết sao không, con đổ xà bông á thì ông Lũ ông chùi hết à, còn con quăng vỏ chuối á thì bà Bảy với mọi người lụm hết à. Không có mợ ở nhà thì không có ai bài con làm gì hết á. Cho nên con đâu có nghĩ ra kế gì được đâu. Mày đúng là đồ ngu. Mày làm lỗ liễu như vậy biểu sao tụi nó không biết? Dạ không à, con làm kín đáo lắm, nhưng mà con không hiểu sao tụi nó biết được. Mày đúng là cái đồ ăn hại mà. Bây giờ nó đã đề phòng rồi thì khó mà ra tay, mày biết không? Mà lạng quạng nghe, tới tay của Khả Duy là không phải một mình mày chết đâu nghe chưa. Vậy giờ sao mợ? Không lẽ mình bỏ cuộc? Bỏ cuộc sao được mà bỏ cuộc. Mày tạm ngưng mọi chuyện lại đi, rồi ta sẽ tính cách khác. Dạ thôi, con không làm phiền mợ hai nữa, con đi vô trong làm việc tiếp đây.
Mợ, có chuyện này con không biết có nên nói cho mợ biết không? Chuyện gì? Mẹ muốn xin cái gì nữa hả? Dạ không phải. Mấy bữa mợ hai đi vắng, con thấy cậu hai nhốt mình trong phòng đọc sách hoài luôn. Đọc sách thì có gì mà lạ? Dạ đúng rồi, đọc sách thì không có gì lạ hết. Nhưng mà sắc gì ta? Tờ ai tai sắc tái. Có phải bờ ớp. Bờ ớp. Hờ ớp hớp nặng nè. Hờ ớp hớp nặng hợp tái hợp. Thì ra là cậu hai đọc sách tái hợp. Ôi, mình phải nhớ để mình về mình kể cho mợ hai nghe mới được. Ủa, ai mà giống cô Hạnh Dung dữ vậy cả? Nhưng mà thấy trẻ đẹp hơn nhiều á. Cô làm gì trong phòng tôi vậy? Dạ con đang dọn dẹp cậu hai. Ngày mai mợ hai về cho nên con vô phòng dọn cho sạch sẽ. Dạ thưa cậu hai, con ra ngoài. Bà bắn con đi. Rồi cậu hai đâu rồi? Dạ con không biết. Mới sáng á, con thấy cậu hai thay đồ đẹp đi ra ngoài rồi. Mà cũng ngộ lắm hả mợ hai. Mợ đi á, thì tối ngày cậu hai ở trong phòng. Tới chừng mợ về á, thì cậu bỏ đi ra ngoài.
không có giống cậu ba với con Bình gì hết. Dạ dạ thôi, con không nhiều chuyện nữa, con đi làm. Đi đi. Dạ con đi. Quả đúng như mình dự đoán mà. Thì ra Khải Dằn vẫn còn tình cảm với con Hạnh Dung đó. Nè, em vô trong ngồi đi, trời nắng quá. Cậu ba, cậu ba dắt em vô quán chi vậy? Vô quán dĩ nhiên là uống nước rồi. Hỏi gì mà cũng hỏi cho được nữa. Nhưng mà uống nước tại sao không ở nhà mình uống mà phải vô quán? Em không có quen chút nào. Hay là mình về nhà đi cậu ba. Đi. Chứ ở đây người ta cứ nhìn mình hoài à, kỳ lắm. Ta nhìn thì nhìn, ta nhìn có sao đâu. Với lại ở nhà làm sao mà anh có thể tặng em bất ngờ được. Em ngồi xuống đây đi. Dạ cậu mời dùng gì? À, cho ống trà đi. Dạ. Cậu ba, từ nhỏ tới lớn á, lần đầu tiên em vô quán uống nước như vậy luôn á. Mai mốt á, anh sẽ dắt em đi tửu lầu chơi, chịu không? Nhưng mà tới mấy cái chỗ đó em phải ăn bận sang trọng lên một chút, chứ ăn bận như vậy á là không có được đâu. Sang trọng nữa hả? Ừ. Em thấy á, mình như vậy là sang trọng lắm rồi đó. Mà cậu ba, cậu ba nói á, cậu ba cho em bất ngờ. Là bất ngờ gì vậy cậu ba? Đợi một chút. Sao giờ này vẫn chưa thấy tới nữa kìa. Dạ mời. Dạ, chào cô ba. Rồi người đâu? Sao trễ vậy? Dạ, vì sự cố bất ngờ nên có phần trễ nải. Mong cậu ba thông cảm. Nhưng mà bảo đảm chuyện này sẽ làm cậu ba bất ngờ lắm. Bất ngờ hả? Cậu ba sẽ không bao giờ ngờ người mà cậu ba tốn công tìm kiếm là ai đâu. Là ai thì dắt ra đây ngay đi, nó nhiều quá. Dạ. Dì Bảy. Dạ, dì Bảy đây chính là người mà cậu ba cần tìm. Sao lại như vậy được chứ? Dạ, đi một vòng lớn, không ngờ người cần tìm lại ở cạnh bên mình. Dạ, nhiệm vụ của em tới đây là xong rồi. Xin phép cậu ba em về. Dạ. Cậu ba, sao cậu ba lại mời dì Bảy tới đây vậy? Dì Bảy chính là người bà con mà em đã tìm hơn 20 năm nay đó. Bà con của em? Không lẽ dì Bảy là... Phải đó con. Dì Bảy. Dì Bảy, dì thiệt là dì hai của con sao? Dì đúng là dì tâm của con đây. Vậy sao lâu nay người ta cứ kêu dì là dì Bảy? Bảy là thứ của chồng dì. Dì theo chồng về xứ chồng, riết rồi chết tên luôn à. Chứ khai sanh của dì á tên là Trần Thị Thanh Tâm. Nếu con không tin á, dì đi lấy giấy khai sanh ra cho con coi. Dạ không phải. Làm sao mà con không tin dì được? Ừ. Tại con bất ngờ quá nên con ngỡ ngàng. Cuối cùng con đã tìm được dì của mình rồi. Con mừng lắm dì.
Hồi đó Dượng bảy của con á, lái xe cho ông chủ Khiêm. Dì với Dượng gặp nhau mấy lần á, rồi ưng nhau. Nhưng mà ông bà ngoại con không có đồng ý. Hai người á, muốn gả dì cho anh Tịnh gần nhà. Dì lúc đó trẻ người non dạ, dì nghe lời xúi dục của Dượng con, cùng nhau bỏ xứ, trốn theo ổng tới xứ này đó con. Dạ, chuyện này hồi ông bà ngoại còn sống con có nghe. Bà ngoại thương dì lắm, lúc nào cũng trông dì về hết. Nhưng mà ông ngoại á thì không có chịu. Lúc nào cũng nói dì mà dám về sẽ đánh què chân dì, có phải không? Con nè, dì bỏ xứ đi biệt tích không về không phải là sợ ông ngoại con đánh què chân đâu, mà còn một lý do khác nữa. Lý do khác? Lý do khác là lý do gì vậy dì? Hồi má con còn sống á, má con cứ thắc mắc hoài, không biết vì lý do gì á mà dì lại bỏ quê, không có chịu về thăm ông bà ngoại. Vì sao đó dì bị Dượng con phụ bạc. Bị Dượng con phụ bạc? Ừ. Dì đi theo Dượng con gần được 7 năm thì Dượng con thay lòng đổi dạ theo một người đàn bà khác, với lý do là dì không có biết sanh con. Trời ơi, tội nghiệp dì quá. Vậy tại sao lúc đó dì không về quê nói cho bà ngoại biết? Ban đầu ông bà ngoại đã nói rồi, nhưng mà dì đâu có nghe, cứ quyết tâm sống theo ý của mình. Khổ hạnh ngày hôm nay là do dì tự chuốc lấy. Mặt mũi nào mà về quê gặp ông bà ngoại hả con? Dạ, tại vì không biết đó thôi. Cuối cùng á, ông ngoại cũng đã tha thứ hết cho dì. Trước khi chết, ông ngoại trông dì dữ lắm. Dì đúng là đứa con bất hiếu mà không đáng sống ở trên đời này nữa. Thôi mà, chuyện qua lâu rồi, dì đừng có buồn nữa. Mà dì biết không, con nằm mơ á, con cũng không tin nổi dì lại là dì ruột của con. Hèn gì, lúc mà mới gặp dì con đã thấy quen quen rồi. Con yên tâm đi, dì sẽ thay má con mà chăm sóc cho con và cả đứa con ở trong bụng con nữa. Con Chung đâu? Con Chung đâu? Ra đây tao biểu coi. Mày điên hả? Có chuyện gì mà anh gọi em giật ngược vậy? Em đang mắc nấu cơm, anh chờ chút đi. Cơm đang sôi rồi, để em canh bớt lửa xong chắc nước ra rồi lên nói chuyện với anh nha. Không có cơm nước gì hết, đứng lại đó. Mày bước lại đây tao biểu, nhanh. Mày hay lắm, mày dám qua mặt tao, lén lút tư tình với con hai con bà hỏi đúng không? Anh đừng có nói bậy. Em tư tình lén lút với cậu hai hồi nào mà anh nói là em cãi lời anh? Mày còn dám nói như vậy nữa hả? Mày tưởng đâu tao không thấy mày muốn nói gì nói hả? Nè, người ta đồn á mày còn qua lại với cậu hai giữa đường giữa xá. Mày còn dám liếc mắt đưa tình nữa. Bây giờ nếu không có ai ở đó mày làm tới cái gì nữa hả? Anh không tin thì thôi, tôi phải đi nấu cơm đây. Mày dám? Mày đứng lại đó. Anh tại sao mày đối xử với tao như vậy? Buông tôi ra. Tại sao? Mày chịu đau hả? Người đau là tao nè. Mày đứng dậy nói cho tao biết. Em đau quá. Lúc mày hẹn hò với cậu hai, tại sao mày không thấy đau? Mà bây giờ mày đau là sao hả? Trả lời cho tao biết, tại sao lúc hẹn hò với cậu hai mày không đau hả? Đứng dậy nói cho tao biết. Điên hả? Vợ té mà không đỡ. Cậu hai dám tới nhà tôi luôn hả? Bỏ vợ tôi ra. Buông ra. Tôi nói cậu bỏ vợ tôi ra. Nè, tôi cảnh cáo lần cuối nha. Em thấy trong người sao rồi? Em đau bụng quá. Lên đây.
Mỡ, thôi chết. Động thai rồi. Cái gì? Tránh ra, tránh lên đi em. Cũng hay, thử coi tụi mày được chối được nữa không. Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi? Cú ngã khá mạnh, buộc lòng chúng tôi phải cho sinh sớm. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà tinh thần vẫn chưa ổn định, nên cần phải có thời gian để tĩnh dưỡng. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. À, bác sĩ, con tôi là con trai hay con gái vậy? Là con trai, một bé trai rất kháo khỉnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Quang à, anh lo cho Hành Dung nhiều như vậy, tại sao lại thường xuyên đánh đập và ngược đãi cổ chứ? Nè, có phải là tại tôi không? Anh vẫn không quên chuyện tôi với Hành Dung phải không? Cậu hai, cậu đừng có nghĩ cậu là con của bà Hội rồi cậu muốn làm gì thì làm nha cậu hai. Tôi nói cho cậu biết, Hành Dung là vợ của tôi, có cưới xin đàng hoàng. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cậu can thiệp vô làm cái gì? Tại sao tôi không được quyền can thiệp khi tôi chính là nguyên nhân gián tiếp khiến anh hiểu lầm đó? Anh phải tin vợ của mình chứ. Tôi và cổ từ lúc chia tay tới giờ không hề gặp lại. Không hề gặp lại? Không gặp lại vậy còn qua nhà tôi làm cái gì? Tôi đến vì lời năn nỉ của má anh, và cũng vì những lời đồn anh thường ngược đãi Hành Dung. Bây giờ cậu muốn cái gì? Cậu định dùng uy quyền để hăm dọa tôi hả? Tôi không muốn cái gì hết, cũng không dùng quyền uy để hăm dọa anh. Tôi chỉ muốn đến gặp và nói chuyện với anh như hai người đàn ông. Hai người đàn ông? Là sao? Là tôi muốn giải thích cho anh hiểu, tôi và Hành Dung hiện không còn một chút tình cảm nào hết. Anh đừng hiểu lầm rồi đai nghiến hành hạ cổ. Thương xót vợ tôi như vậy mà nói là không còn một chút tình cảm, cậu làm như vậy tôi có tin cậu được không? Nè, Hành Dung là một cô gái tốt, tôi không phủ nhận là mình rất tiếc khi không thể cưới cô ấy làm vợ. Vậy là, nhưng anh phải tin tôi, giữa tôi và Hành Dung hoàn toàn trong sáng. Hành Dung không bao giờ phản bội anh. Vợ tôi tự biết ha, không cần anh phải giải thích. Tôi giải thích là vì không muốn anh ngược đãi Hành Dung thêm một lần nào nữa. Cô ấy đã sanh cho anh tới đứa con thứ tư rồi, anh cần phải yêu thương và biết ơn cô ấy nhiều hơn chứ. Cậu nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời cậu về, để tôi vô còn lo cho vợ con tôi nữa. Tôi còn câu nói cuối cùng với anh, nếu anh còn dám hành hạ Hành Dung thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi nha. Cậu hăm dọa tôi hả? Nè, tôi không phải hăm dọa, mà là tôi nói thật đó. Anh nhớ đó, tôi không chỉ nói suông đâu. Mày nghe cho kỹ đây, mày đừng có hăm dọa tao. Tao nói cho mày biết, vợ của tao thì tao muốn làm gì tao làm. Tao thách mày đó. Bình nè. Dạ. Em phải ăn thật nhiều vô nghe chưa? Đây chính là những món á mà chính tay anh lựa mua, rồi anh kêu dì Bảy với lại con Hiểm là nấu để cho bồi bổ mẹ con em đó. Cậu ba để em tự gấp được rồi. Đừng gấp nữa cái gì, anh đang chăm sóc cho vợ của anh chứ bộ. Con mời má. Ăn đi em. Dạ. Từ ngày chú ba có vợ, thay đổi tính tình dữ đa, thành người hiếu đạo rồi đó. Nhưng mà có hiếu với vợ, chứ không phải như con dâu này có hiếu với má chồng. Má à, con mời má. Má cần là con cái biết hiếu đạo,
chứ má không có cần người gấp bỏ từng chút vô chén như là con nít vậy. Có tay, có chân, chứ có phải què cục gì đâu mà nhờ người khác gấp cho mình. Chướng tay gài mắt quá đi. Má, dù sao thì vợ của con cũng chưa có quen mà. Chưa quen, chưa quen mà gài được cái bụng chữa chình in á. Chừng quen rồi không biết sao nữa. Dạ, dạ thưa bà, con xin lỗi. Dạ, từ rày sắp tới con sẽ không để cho cậu ba gấp cho con nữa đâu. Em, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, em là con dâu ở trong nhà thì em phải gọi má của anh bằng má, chứ sao mà gọi cứ một bà hai bà vậy. Em không sợ má của anh buồn hả? Em sửa lại đi. Dạ, con, dạ con xin lỗi má. Dạ, con mời má. Ai sai, ai biểu, ai mượn mà tài lanh như vậy hả? Hay sao? Dạ. Đổi cái chén khác cho má. Dạ, dạ. Cái thứ vừa dái bẩn thỉu mà còn đòi dám gấp cho má nữa hả? Bình à. Dạ. Nể chú ba nên là má mới cho mày ngồi ăn chung. Mày đừng có được voi đòi tiên, ham hố muốn được đối xử như con dâu nghe chưa. Má à, đây cũng là tấm lòng của thím ba. Má nói vậy không sợ anh? Chỗ má đang dạy kẻ ăn người ở, anh không biết á thì lo ăn cho xong đi rồi xuống, đừng có xen vô. Mà má công nhận hồi nào mà anh cứ thím ba ngọt xớt vậy. Chị dâu, tôi thật sự không muốn tranh cãi với chị, nhưng xét cho cùng chị cũng là con dâu trong cái nhà này, tức là quyền hạn ngang với vợ của tôi. Đây là chuyện của vợ chồng tôi, tôi không cần ý kiến của chị. Mà nói đi má, con kêu vợ con gọi má bằng má cho kính trọng lễ phép, như vậy thì có gì sai hả má? Một đứa thì kêu thím ba, một đứa ngọt ngào kêu là vợ. Rồi ép má, biểu má là phải công nhận một con hầu hèn mọn như vậy. Duy à, con sai rồi. Má ở đây chỉ có nhận cháu chứ không có nhận dâu. Hừm. Con coi nó là vợ con, nhưng trong mắt má nó chỉ là một con ở cùng đinh mạc hạng, khố rách áo ôm thôi. Chưa trồng lòng heo thả trôi xong là may lắm rồi. Đó, chú ba nghe chưa? Chú đừng có mà vợ em ngang hàng với chị như vậy. Má đã coi nó là người ăn kẻ ở trong nhà thì trong mắt tôi nó cũng không hơn như vậy được đâu. Từ chỗ ăn cơm thừa cá cặn, một bước lên ngồi ăn chung một bàn là vinh hạnh cả đời cho nó rồi. Đủ rồi. Duy, dạ thưa bà, con thưa cậu ba, con đã hầm đủ lửa thấu gà cho mợ ba như đúng lời cậu dặn. Hiểm, mày hầm cái gì đó? Dạ thưa mợ hai, con hầm gà tìm thuốc bắc. Gà ở đâu mà có? Dạ của cậu ba mua về. Cái nhà này á, hồi nào tới giờ á là ăn chung, đâu có chuyện mà có người tự tiện nấu món ngon cho một mình con Bình ăn đâu. Cái thú gà này đặt ở giữa đi, cho mọi người cùng ăn. Má, con gà này á là chú ba sai con Hiểm làm riêng cho con mình nó ăn.
Má để cho nó ăn một mình đi. Dầu gì á, con của nó cũng là cháu của má mà. Má hiểu không? Má quên. Má quên. Bình. Bình à. Dạ. Chồng bay làm cho bay ăn đó, thì bay ráng ăn đi. Ha không? Dạ. Phải đó thím ba. Thím ăn đi. Đứa bé rất cần sự bồi bổ đó. Ăn đi. Dạ. Dạ cậu ba, tôi có chuyện này rất khó nói, nhưng vì sanh mạng của hai con người nên tôi đánh liều ra đây để gặp cậu, nhưng mong cậu tha tội. Đó là dì của em Bình rồi, thì cũng là dì của con. Dì Bảy được có khách sáo. Dạ, nhưng mà trước khi nói, tôi xin cậu hứa với tôi một điều nghe. Vậy hả? Dạ, là cậu không có được nóng nảy. Con hứa. Nhưng hai sanh mạng đó là ai? Dạ, là của mờ ba với đứa con ở trong bụng của mờ đó cậu. Cái gì? Là em Bình? Dạ. Dạ, con của con hả? Dạ, đúng vậy. Đã không ít một lần thằng lũ nó nghe được mợ hai nói chuyện với con Hiểm á, là phải tìm cách hại con Bình làm cho nó hư tai. Nó đã ra tay nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào cũng bị tôi với thằng lũ phát hiện rồi ngăn cản kịp thời, nên tới giờ nó cũng chưa có ra tay được. Khốn nạn. Chị Du với con Hiểm dám làm vậy hả? Con người gặp để hỏi cho ra lẽ mới được. Này cậu ba, tôi xin cậu. Cậu đã hứa là không có nóng nảy rồi mà. Dì Bảy đừng có cản con. Đây là tánh mạng của vợ và con của con. Nhưng mà cậu ba ơi, nhưng mà mình đâu có chứng cứ cụ thể đâu. Bây giờ nếu cậu ba mà nói ra là con Hiểm nó chối phăng đi liền à. Nó thấy mình biết chuyện, nó sẽ càng cẩn thận hơn, không có dễ khinh suất để mình bắt tận tay đâu cậu ba. Vậy bây giờ theo dì Bảy con phải làm sao? Dạ, theo tôi thì tôi với thằng Lũ á vẫn tiếp tục theo dõi con Hiệp để mà tìm cách bảo vệ mợ ba. Còn phần cậu thì cậu phải để ý tới đồ ăn thức uống của mợ nhiều hơn nữa. Mà nếu cậu thấy có cái gì bất thường thì cậu lập tức ngăn cản lại liền. Mợ ba cũng gần ngày gần tháng rồi, tôi lo là họ sẽ càng mau gấp rút đi để mà tìm cách hãm hại cho nhanh đó. Dạ, dì Bảy yên tâm, con sẽ chú ý. Được vậy tôi cảm ơn cậu ba. Dạ tôi xin phép ạ. Bình à, mày cũng nên ăn để bồi dưỡng cho cái thai đó đi. Dạ, nhưng mà nhiều quá con ăn không hết. Hay là bà với mợ hai ăn trước đi, rồi con ăn sau. Cái con gà có nhỏ bằng bàn tay à, rồi ai ăn ai nhịn. Biểu mày ăn thì mày ăn đi, lôi thôi quá. Dạ. Ăn đi. Dạ. Bình, dừng lại. Chú ba, chú làm sao vậy? Làm cho mọi người hết hồn à. Nó ăn á thì chú cứ để cho nó ăn đi, chú cản làm gì? Em. Dạ. Tự nhiên á, anh thấy thèm cái thố gà này quá. Hay là bây giờ em để cho anh ăn đi, rồi ngày mai á anh sẽ mua thật là nhiều gà, rồi anh sẽ tự tay nấu anh hầm cho em ăn nha. Em đừng có giận anh nha. Dạ, cậu ba thèm á thì không có, em cũng ráng kiếm cho cậu ba ăn. Chứ giận cái gì, cậu ba ăn đi. Gì à? Má không biết là con thèm ăn gà tiệm thuốc bắc đến cái cỡ như vậy. Đến cái cỡ mà cũng bất lịch sự, con dành ăn với người khác như vậy. Thực ra thì con không thể mang tới mức mà phải dành ăn với vợ của con. Nhưng mà con muốn ăn như vậy để cho người khác tức chết chơi. Chú ba, chú nói như vậy là có ý gì? Chú ăn gà thì ai tức chứ? Tôi
nấu như vậy chị chưa hiểu hả? Chú úp mỡ như vậy ai mà hiểu cho được. Chị muốn hiểu hay là chị không hiểu cũng không sao, nhưng có chuyện này tôi muốn thông báo cho cả nhà biết. Em Bình là vợ của tôi, và đứa con trong bụng em Bình là con của tôi. Tôi cấm bất cứ ai đụng tới em Bình, dù chỉ là một cọng tóc. Chị Hai, ngày xưa tôi từng giết người, thì bây giờ tôi không ngại giết lại một lần nữa đâu. Khải Duy à, em nói cái gì mà kinh khủng quá vậy? Anh Hai, con người của anh hiền lắm, anh không có hiểu hết chuyện đâu. Nhưng em tin chị dâu hiểu hết chuyện. Khi nào anh rảnh, anh cứ hỏi chị dâu đi, chị dâu sẽ kể cho anh nghe ngọn ngành. Đừng có sợ ảnh hưởng tới con của mình, nghe em. Dạ. Thưa bà, thưa mợ, thưa cậu, con đi. Thì bà, thì phải cẩn thận chứ. Em có sao không? Dạ không, dạ không. Con cũng no rồi, con xin phép má. Tụi bay đi xuống dưới hết đi. Dạ. 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 Má, má, chú bà nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết trơn vậy. Nó nói rõ ràng như vậy mà con nói là con không hiểu là sao? Ý của má là chú bà biết chuyện mình bỏ thuốc phá. Má, má đi đâu vậy? Má chưa trả lời con mà. Mới đầu thì má cũng có tức, nghe những lời thằng Duy nói á thì má thấy phải. Phải? Má nói từ phải là có ý gì? Không lẽ bây giờ má đã bắt đầu thấy yêu quý con mình? Không được, con mình không thể nào có vị trí ngang hàng với mình trong nhà này được. Nó sẽ sanh con, rồi đây nó sẽ dần chiếm cảm tình của má. Mình phải ra rìa. Không được, không thể nào được. Tất cả cũng tại thằng chồng vô tích sự của mình mà ra. Sao, chồng mới vắng nhà có một chút mà chịu không nổi rồi phải không? Em thấy khó chịu khi chú ba chăm sóc thím ba chu đáo hơn anh phải không? Em đừng có như vậy mà, người ta là vợ chồng son, dĩ nhiên là ân ái mặn nồng rồi. Anh muốn nói gì? Anh nói những lời này là để khiêu khích chọc tức tôi đúng không? Không có, anh chỉ muốn làm hòa với em thôi. Nè, từ nay á, mình thôi cái cảnh tranh cãi với nhau đi. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em như ngày mới cưới vậy. Tự nhiên thay đổi tính khí bất tử vậy? Bộ anh uống lộn thuốc rồi hả? Anh không có lộn thuốc, chỉ là vì anh mới đi gặp Hạnh Dung về thôi. Cái gì? Anh đi gặp tình cũ về rồi kể cho tôi nghe sao? Khoan, khoan nổi cơn tâm bành đã. Nghe nói nè, thật ra ban đầu tới gặp Hạnh Dung anh cũng có chút xao xuyến,
Nhưng khi nhìn ánh mắt Quang lo lắng trong lúc hành dung sinh con, anh biết là Quang rất là yêu vợ. Anh không cho phép quá khứ của mình là bóng ma chen giữa hạnh phúc của hai người họ, nên anh đã... Anh đã làm sao? Anh đã nói cho Quang biết hết sự thật và khuyên anh ấy nên yêu thương Hạnh Dung. Cô ấy đã sanh cho Quang 4 đứa con rồi, cho nên cần phải yêu thương và tôn trọng nhiều hơn. Nói gì thì cũng là anh quan tâm tới con Hạnh Dung đó thôi. Anh đã nhìn thấy đứa con của Hạnh Dung rồi. Nó bé bỏng và dễ thương lắm. Rồi anh nghĩ tới ngày vợ chồng Khải Duy sanh con, cho nó cũng đẹp trai giống y như Khải Duy vậy. Em à, tự nhiên anh ước mình có con. Nói dòng nói do, tóm gọn lại một câu, cũng là anh sợ mất chỗ đứng trong lòng má khi chú ba sinh con thôi. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn mình có con, nên từ bây giờ anh sẽ hứa với em là không cần em nhắc nhở hay nhăn nhó gì hết đó. Anh sẽ tự uống thuốc rồi tự nguyện đến chùa cầu khẩn vào mỗi ngày rằm và mùng 1. Nhất định là vợ chồng mình sẽ có con, sẽ là gia đình hạnh phúc mà. Thay vì mơ mộng diễn dông thì anh nghĩ tới chuyện thực tế đi. Mơ mộng diễn dông, nghĩ đến chuyện thực tế là sao? Thực tế là anh không thể sinh con. Bác sĩ nói còn nước còn tát, lúc trước em cũng thường xuyên khuyên anh như vậy mà, đúng không? Lúc trước tôi khuyên anh như vậy là vì tôi chưa biết nguyên nhân chính xác. Còn bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Thì tôi biết người từng bị oai bị không thể sinh con. Em nói sao? Anh từng bị oai bị à? Không thể nào. Em đang nghe nói chuyện này. Mới đầu tôi cũng thấy lý do gì không hợp tuổi mà gia đình Hạnh Dung từ chối một chàng rể danh gia vọng tộc như anh cũng có chút khiên cưỡng. Nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu rồi. Gia đình người ta thà gả con gái cho một người bình thường còn hơn là để cho Lâm vào cảnh bất hạnh như tôi nè. Em nói gia đình Hạnh Dung từ chối anh vì anh không thể sinh con sao? Với tính khí của má, dễ gì cho người ta từ hôn mình với một lý do không chính đáng như vậy. Tôi cho anh hay, năm đó vì nể mặt gia đình anh, muốn giữ gìn cái danh giá gia tộc hội đồng, mà ba má Hạnh Dung đã cùng má anh diễn một màn kịch không hợp tuổi cho mọi người coi. Thực chất là Hạnh Dung tuổi Hợi chứ không phải tuổi Dần. Chuyện này sao Hạnh Dung không nói cho anh biết? Có lẽ nó cũng như anh, nó không được biết sự thật. Không phải như vậy, anh không tin. Không thể nào là sự thật. Nếu như anh không tin á thì anh cứ đi hỏi má anh đi. Nhưng mà nhớ hỏi cho khéo, đừng có để liên lụy tới tôi đó. Và con Hạnh Dung, người con gái mà anh yêu đó. Nếu anh còn dám hành hạ Hạnh Dung thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi nha. Cậu ham dọa tôi hả?
Tôi không phải hăm dọ, mà là tôi nói thật đó. Anh nhớ đó, tôi không chỉ nói suông đâu. Vợ của tao mớ gì mày xí vô hả? Hả? Mày nói là mày không có gì. Nếu không có gì, tại sao mày đến ngay lúc vợ tao sanh? Hả? Con của tao hay là con của thằng khốn nạn nữa? Nếu anh còn dám hành hạ Hạnh Dung thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi nha. Mày không phải con tao. Chắc chắn mày không phải con tao. Mày phải chết. Mày phải Con, có chuyện gì? Không đọc sách sao ra giờ này? Con có chuyện muốn hỏi má. Con ngồi xuống đi. Có cái chuyện gì mà sắc mặt của con nhợt nhạt dữ vậy? Bộ con không được khỏe hả? Có phải từ lúc nhỏ con đã từng mắc bệnh quay bị nên bây giờ không có con không má? Cái chuyện này phải không má? Dạ thầy, thằng Văn bệnh sao mà thầy thở dài dữ vậy thầy? Chuyện này không có tiện nói ra, mình ra ngoài nghe bà. Có chuyện gì mà mặt mày thầy căng thẳng quá vậy? Bộ bệnh tình của thằng Văn nó không có thuyên giảm hả thầy? Không những không thuyên giảm mà nó còn trở nên trầm trọng hơn nữa. Bà hỏi à, sao bà không đưa cậu lên tỉnh để điều trị? Hôm trước tôi đã cảnh báo với bà, bệnh tình này không thể để lâu dây dưa được. Đem lên trên tỉnh, người ta dùng Tây y mà trị. Thì tại vì tôi tin tưởng vô tay nghề của thầy,
Mà bộ bệnh tình của Văn trở nên nặng rồi hả thầy? Bệnh tình á thì tôi có thể khống chế được, nhưng tôi muốn nói với bà là tình trạng của cậu Hai cứ để như vậy hoài, tôi e là... E làm sao hả thầy? Cậu Hai sẽ mất khả năng sinh con á. Mất khả năng sinh con? Dạ. Là sao? Thầy nói tôi chưa có thông lắm. Là bệnh quay bị của cậu Hai đã trở nặng rất nhiều. Lúc nãy tôi khám nó đã ăn xuống tinh hoàn, làm sưng cả hai bên. Thầy không có thuốc nào làm giảm sưng sao thầy? Làm giảm sưng do viêm thì tôi làm được. Nhưng... Nhưng làm sao? Nhưng tinh hoàn đã hư thì không thể chữa trị được. Tôi e rằng là cậu sẽ tiệt đường con cái đó. Tuyệt đường con cái thì càng tốt. Hả? Bà hỏi nói gì ạ? Ý là tôi nói thầy đi về tìm thuốc gì đó tốt nhất. Tốt thiệt là tốt luôn, để chữa trị cho con tôi. Thì bao nhiêu tiền tôi cũng lo hết đó thầy. Bà yên tâm, bà không phải dặn, tôi cũng tận tâm mà. Tôi gửi trước cho thầy. Dạ. Bà đưa dư rồi nè. Không phải dư, mà là tôi cho thầy đó. Cảm ơn bà hỏi. Thôi để tôi về, tôi lo hốt thuốc cho cậu Hai. Mà thầy, tôi có chuyện này muốn căn dặn thầy. Dạ, bà cứ dạy. Cái chuyện mà thằng Văn á có thể sẽ không sinh được con á, thì tôi nhờ thầy giữ kín miệng, đừng có lan truyền ra ngoài. Và nhất là đừng cho chồng tôi hay. Dạ, tại vì là chồng tôi ổng đang bệnh, mà tôi sợ ổng nghe tin này á rồi ổng lại bệnh nặng thêm. Vậy thì bà cứ yên tâm, tôi sẽ kín miệng. Và có phải là vì chuyện này mà nhà Hạnh Dung từ hôn với con không á? Má, chuyện đã tới nước này rồi, má đừng có giấu con nữa. Có phải bà Năm bà kể chuyện này cho con không? Con không cần phải che đậy cho bà ta đâu. Dù con không nói ra thì má cũng biết. Chuyện mà con bị quay bị năm xưa đó chỉ có chồng bà ta biết. Vì chồng của bà ta là cái ông thầy thuốc trị bệnh cho con đó. Cả cái chuyện mà gia đình Hạnh Dung tự hôn á cũng do một tay bà ta tạo ra. Năm đó đó cũng vì muốn cưới Hạnh Dung cho con trai của mình mà bà ta dám bán đứng lời hứa năm xưa, đem cái bí mật này tiết lộ với gia đình của họ. Má cũng vì không muốn cái chuyện lùm xùm này đến tai mọi người, ảnh hưởng đến uy tín của con, cho nên á má mới tạo ra cái chuyện là hai đứa không có hợp tuổi. Vậy mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Làm người mà không thể sinh con thì khác nào phế nhân hả má? Văn à. Cậu Hai ơi, cậu Hai ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi cậu Hai ơi. Có chuyện gì vậy Lũ? Chuyện gì? Chồng của chị Hạnh Dung vừa giết chết con trai của mình rồi. Cái gì? Cái gì?